Nè, sáng nay nè, sáng nay có 6 chiếc xe nè, có ông chú là người dắt đầu nè, ông chú 70 mấy tuổi rồi nghe, nên nhớ câu đó, ông chú 70 mấy tuổi vẫn yêu xích mô tô, chạy chiếc mô tô bự và màu đỏ đó đẹp lắm, chiếc Honda Shadow. Shadow nè, chiếc Shadow của ông nó mướt rượt à. Ngàn mốt phân khối. Honda Shadow. Đó, này đi, sáng nay đi Costco cà phê. Với hot dog nha mấy anh em. Ở đây có chiếc Honda này là Honda gì quá nói? State Line. Honda State Line, hỏi hoài á. Hai chiếc Harley đã qua tới Canada. Chiếc Honda State Line, chiếc Honda Shadow, chiếc Suzuki Boulevard, chiếc BMW C400X. Đó, vậy thôi. Vô mấy anh em, welcome to Costco. Dễ vô ăn có hot dog ly cà phê. Hôm nay đặc biệt có đứa con trai từ Việt Nam mới qua nữa, đi với mấy anh em cà phê băng giá lần đầu tiên. Sáng nay ông chú mới ra gió sáng lạnh. Hey, let's go, chạy lại luôn đi. Đây là những đoạn đường chúng ta chạy buổi sáng nay, xung quanh co đường làng, đường highway, tất cả mọi đường nha. Mời tất cả mọi người chơi đi cà phê băng giá group nha. Thank you. Tới đây đổi chiếc xe Vespa lấy về. Tại chiếc Vespa có 125cc, chạy highway chậm lắm. Hồi nãy con mình chạy chiếc BMW 400 lên highway đồ ok.
Bây giờ là đổi xe, lấy xe Vespa về. Ngày quá đẹp trời luôn. Cà phê sáng nay ở Costco hết đó. Đi có người đi thi bằng lái xe. Ok, chạy theo mình. Tới đây hun cái là cà phê bay vô mặt liền này. Coi này, hun cái bay lên dính, nhớ chưa, dính liền bay vô mặt liền. Hun cái ly cà phê bay ra. Hun cái bay ly cà phê ra bro. Thank you for watching. Đây là cảnh đẹp đường làng của Springfield nghe mấy anh, thành phố Springfield, Massachusetts. Nói chung cũng ok. Thank you for watching. Come and join us, ok? Cà phê băng giá mỗi buổi sáng, gặp tại nhà ông chú. Ai có rảnh là chạy chung nha. Please join. Love you. See you again every morning. Thank you so much.